Sự cảm ứng. Hỏi: sự cảm ứng có thật hay không? Trả lời: sự cảm ứng chắc chắn có, nhưng có lúc thật, có lúc giả. Đây mới là điều chúng ta cần bàn tới. Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Quang minh của Phật ở khắp mọi nơi, ở ngay trong nhà của mình, ở sát bên cạnh mình. Người thành tâm cầu nguyện thì tự nhiên đều được cảm ứng. Hữu cầu tức là cảm, tức ứng tức là ứng. Như vậy, sự cảm ứng sao lại không có? Những chứng minh cụ thể, ví dụ như những người trước phút lâm chung được hộ niệm, bạn đồng tu luôn luôn nhắc nhở người sắp xả bỏ báo thân phát tâm niệm Phật, nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương. 10 người thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh để được hộ niệm đúng pháp, thì 9 người được giảng sanh, tướng hảo xuất hiện bất khả tư nghị. Được giảng sanh là được cảm ứng đạo giao. Nếu không có cảm ứng đạo giao thì thời này làm sao có được một người giảng sanh, dòng sanh tử. Ngài Thiền Đạo Đại Sư đời nhà Đường bên Trung Quốc nói: niệm Phật nếu không được nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung phải cần đến sự hộ niệm. Niệm Phật và được hộ niệm thì 100 người tu 100 người đắc, 1000 người tu 1000 người được đi. Gọi là mua người tu, mua người chứng. Tu ở đây là niệm Phật, chứng có nghĩa là giảng sanh. Vì Ngài đang nói về pháp môn niệm Phật. Sự chứng đắc này không phải là tự tu, tự chứng, mà người niệm Phật thành tâm tha thiết cầu giảng sanh, được cảm ứng đến Phật lực gia trì, cảm ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà mà được Phật tiếp độ về Tây Phương. Có cầu tất ứng, thành tâm cầu nguyện thì được linh ứng. Phật không bỏ sót một người nào hết. Phật dạy như thế, chư tổ cũng dạy như thế, chúng sanh nên y giáo phụng hành. Trên thực tế cũng đã có rất nhiều chứng minh cụ thể. Những người niệm Phật được hộ niệm cẩn thận, 10 người ra đi có đến 9 người giảng sanh. Xác suất này quá cao. Trong thời này có cách tu nào mà thành tựu được như vậy đâu. Nhưng tại sao trong 10 người niệm Phật vẫn còn có một người bị lọt lại trong lục đạo, nghĩa là bị chết, không được giảng sanh? Vì một là bản thân người đó không tin tưởng pháp môn niệm Phật, không chuyên tâm niệm Phật, ngược lại còn tham chấp chuyện thế gian, còn luyến lưu lục đạo, còn ham muốn sự nghiệp, còn mơ đến công danh, còn muốn đi lòng vòng trong sanh tử, còn muốn chịu cảnh luân hồi, chứ không thấy sự giảng sanh là quý. Họ là người không chịu quyết lòng buông xả để niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu ai cũng vướng những điều này thì cả 10 người đều phải bị chết 10 người. Dù cho vô số người chết cũng phải chết, không được giảng sanh, chứ không phải chỉ có một người. Tu hành mà không chuyên nhất cũng khó được giảng sanh. Trong 3 điều kỵ của pháp niệm Phật giảng sanh là nghi ngờ, giáp tạp, gián đoạn. Thì tu giáp tạp tức là tu nhiều thứ quá, tạo nên sự trở ngại rất lớn, làm mất phần giảng sanh. Tu nhiều pháp môn quá, thuộc về giáo hạ, chỉ dành cho người thượng căn hoặc trung thượng căn mới làm nổi. Người hạ căn trong thời này rất khó thành tựu. Hai là vì người thân trong gia đình không tin tưởng Phật pháp, không coi trọng sự hộ niệm, không biết giảng sanh là gì, không muốn người thân của mình giảng sanh. Hơn nữa lại quá tham chấp danh vọng hảo huyền, cứ chạy theo tập tục sai lầm của thế gian, sát sanh hại vật để cúng tế đại đăng. Nói chung không hiểu Phật pháp, không chịu chú tâm hộ niệm, hoặc chống phá việc hộ niệm giảng sanh. Ba là vọng tưởng nhiều, lại không thấu hiểu đạo lý, mập mờ đường giác ngộ, bị oan gia trái chủ lợi dụng phá hoại, gạt gẫm mà bị lạc đường. Bốn là
Vì không cầu Phật lực gia trì, chỉ tự lực phá nghiệp, mà thật ra là không cách nào phá nổi. Vì thế, bị nghiệp báo hiện hành bức bách khổ đau chịu đựng không nổi, mà bị loạn tâm. Loạn thì điên đảo thì hôn mê, bất giác, chắc chắn phải theo cảnh loạn ác mà chịu nạn. Chính vì vậy mà không được giảng sanh. Quý đạo hữu nên nhớ rằng, tâm của chư Phật đại từ đại bi, nguyện của chư Phật rộng lớn như thái không, gọi là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Quý ngài muốn cứu độ tất cả chúng sanh, không bỏ một người, nghĩa là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Bất xả nhất nhân là không bỏ một người nào. Trong kinh Phật nói, dẫu cho một người tội chướng sâu nặng, quý ngài cũng không bỏ. Chỉ cần thành tâm sám hối rồi niệm Phật vẫn được cứu độ. Chính vì thế mà niệm Phật rất dễ được giảng sanh. Đáng tiếc, con người không nghe lời Phật nên mới phải bị nạn. Tâm Phật luôn luôn là tịch tịnh, có cảm thì tự nhiên có ứng. Giống cái chuông, hễ có đánh thì tự nhiên phát thành tiếng. Không có cảm, Phật không có ứng. Tất cả đều do tâm tạo, cảm ứng đạo giao cũng do chính tâm mình khởi cảm trước. Như vậy, người niệm Phật mà mất phần giảng sanh là tại mình chứ không phải tại Phật. Điểm chính yếu vẫn là vì niềm tin quá cạn cợt. Niềm tin cạn cợt chính vì chưa đủ thiện căn. Niềm tin thuộc về thiện căn, người còn nghi ngờ lời Phật, nghi ngờ câu Phật hiệu là thuộc về người thiếu thiện căn. Ngài Tịnh Không nói, dù cho hình tướng có như thế nào vẫn là thiếu thiện căn. Còn người phát khởi niệm được câu A-di-đà Phật thì thuộc về phước đức. Người không chịu mở lời niệm Phật chính là vì phước báo không khéo dung trồng trong quá khứ. Thiếu thiện căn, thiếu phước đức thì nghiệp sanh tử nặng. Nó xui khiến họ không tin, không thích niệm Phật. Họ rất hững hờ với cơ hội thoát ly tam giới, vĩnh đoạn sanh tử, một đời thành Phật này. Nghi ngờ lời Phật là một trong sáu thứ căn bản phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, làm cho chúng sanh mất phần giác ngộ. Một khi xa lìa kinh Phật thì chắc chắn tham đắm những thứ tư tưởng hão huyền, mê say những thứ thế trí biện thông, ưa đói huyền đói chịu, thích khoe khoang những thứ triết lý vô thực, để sau cùng hưởng lấy những cảnh hảo huyền vô thường hơn. Tưởng cũng nên nhắc điều này. Rất nhiều người cứ lầm tưởng rằng người triết lý hay, lý luận giỏi là người ngộ đạo. Đây là ý nghĩa sai lầm rất phổ thông. Ngộ đạo là người biết đường, một đời này thành đạo, chứ đâu phải là người nói hay. Ngài Vĩnh Minh là một đại thiền sư đã minh tâm kiến tánh đời nhà Tống, nói rằng người tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dạng người tu, dạng người được giảng sanh. Giảng sanh thì gặp được A-di-đà Phật, lúc đó lo gì không khai ngộ. Còn người không niệm Phật, dù tu có giỏi, có chứng đắc như ngài, nhưng lúc lâm chung chỉ cần khởi một niệm đắn đo do dự thì ấm cảnh liền hiện tiền, tức thì nó lôi mình theo đẻo luân hồi sanh tử. Người tu chứng đắc mà ngài còn nói vậy, huống chi chưa chứng. Một đại thiền sư mà vẫn ngộ đạo bằng câu A-di-đà Phật. Như vậy, một bà cụ già hiền lành, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu vãng sanh mới chính là người giác ngộ. Vì sao? Vì chính bà cụ này đã làm đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ vãng sanh, gặp A-di-đà Phật, viên mãn đạo quả trong một đời này. Người có đủ thiện căn phước đức thì cơ duyên gặp câu Phật hiệu, họ sẽ tin tưởng thành tâm niệm Phật, quyết cầu vãng sanh. Nếu người trong gia đình cũng tin tưởng
quyết lòng hộ niệm cho người thân thì sự giảng sanh hầu như được chắc chắn. Đồng lòng, đồng nguyện, đồng hành như vậy gọi là hiện cảm. Những buổi hộ niệm có khai thị, có hướng dẫn, có nhiếp tâm niệm Phật, tất cả mọi người đều chí thành khẩn thiết, thì đây gọi là hiện cảm. Có hiện cảm thì rất dễ được hiện ứng. Hiện ứng là sự gia trì của Phật, Bồ Tát hiển hiện rõ rệt, ai cũng có thể thấy được. Thường thường trong các cuộc hộ niệm giảng sanh, chư vị đồng tu dễ chứng kiến được những sự hiện ứng này. Sự hiện ứng xuất hiện dưới rất nhiều dạng thức khác nhau. Ví dụ, một người bệnh ung thư đáng lẽ phải chịu đau đớn dữ dội, nhưng khi niệm Phật thì tự nhiên không còn đau đớn nữa. Cụ Lưu Lầu ở Canada vừa mới giảng sanh ngày 15 tháng 10 năm 2008 là một ví dụ cụ thể. Ngày 11 tháng 9 năm 2008, khi còn nằm trong bệnh viện, bác sĩ báo cho gia đình biết là cụ sắp chết. Cụ bị đau đớn dữ dội, hễ hết than đau thì liền mê man bất tỉnh vì tác dụng của thuốc morphine. Nhưng khi xuất viện đem về nhà để hộ niệm, chúng tôi yêu cầu giảm tối đa thuốc morphine, thì ngay đêm đầu tiên niệm Phật, cụ đã tỉnh lại liền. Sau khi bị ói ra một chút, cụ ăn liền hai tô cháo và không cảm thấy đau đớn nhiều nữa. Sau đó cụ tiếp tục tỉnh táo để niệm Phật, vui vẻ nói chuyện, dặn dò con cháu niệm Phật, dạy người nhà làm thiện, làm lành. Những ngày sau đó cụ còn đi lại, thỉnh thoảng đùa vui và con cháu quây quần chung quanh để nghe cụ nói chuyện. Cụ thường tự phát nguyện rằng cụ quyết lòng giảng sanh, không để lạc đường. Giảng sanh xong rồi sẽ về cứu độ tất cả những người đã đến giúp cụ giảng sanh. Có khi cụ còn bảo con cháu dẫn đi dạo vườn để ngắm cảnh. Nên nhớ, đây là tự nhiên được giảm đau, chứ không phải là dùng thuốc morphine nữa đâu. Dùng nhiều chất morphine sẽ bị mê man bất tỉnh, một trạng thái rất nguy hiểm đối với người muốn giảng sanh. Có nhiều người giảng sanh, trong ngày giảng sanh có nhiều hoa đồng loạt nở rộ ra. Ví dụ như cụ Lai Thị Mảnh, cụ Trịnh Kim Tuấn, cụ Nguyễn Minh Công. Có người được chim tụ về, cụ Trịnh Kim Tuấn. Có người có hương thơm, có ánh sáng vàng trên không trung, nước uống tự nhiên biến dị thành ngọt ngào, vân vân, nhiều lắm. Sự hiện ứng xuất hiện bất khả tư nghị, kể không hết. Ngoài hiện cảm, hiện ứng còn có minh cảm, minh ứng. Minh cảm là âm thầm cầu nguyện, minh ứng là sự âm thầm gia trì. Điều này phải chú ý mới nhận ra được. Vì thư đã khá dài, xin lướt qua. Nói chung sự cảm ứng chắc chắn có. Vì có cảm ứng nên người niệm Phật mới được giảng sanh. Nếu không có cảm ứng thì không thể giảng sanh được. Nên nhớ cho, trong thời mạt pháp này, chúng sanh nghiệp nặng, chướng sâu, rất khó tự giải thoát. Nếu không nhờ đến Phật lực cứu độ thì vĩnh viễn không có một người đắc đạo. Hầu hết người được giảng sanh trong thời này không phải là do tự tu hành chứng đắc, mà chính là lòng thành tâm cầu nguyện mà cảm đến Phật ứng hiện tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang nói, giảng sanh không phải là do tự chứng đắc, mà chính là do lòng chí thành, chí kính, cầu nguyện mới cảm đến Phật mà được tiếp dẫn giảng sanh. Cảm đến Phật tức là được cảm ứng. Người tu hành mà không niệm Phật, không có tâm chí thành cầu nguyện giảng sanh, gọi là tự tu tự chứng. Nếu không phải là bậc thượng căn thượng trí thì chắc chắn không ai có thể phá trừ được nghiệp hoặc. Chính vì thế, sau cùng họ phải theo nghiệp thọ báo, không thì dễ dàng thoát đi tam giới được. Hơn nữa, người căn tánh hạ liệt mà quyết tự tu chứng, không cần đến sự cảm ứng của Phật tiếp dẫn giảng sanh. Đây chính là một thứ tập khí phát sinh từ bản chất ngã mạn. Tâm ngã mạn này đã đoạn mất phần cảm ứng,
họ không được hưởng cái phước phần đới nghiệp giảng sanh. Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không nói, bây giờ thì họ nói hay lắm, nhưng chúng ta biết chắc rằng họ sẽ không phá được nghiệp hoặc. Còn nghiệp thì phải theo nghiệp mà thọ khổ, chắc chắn họ sẽ bị chết, bị lọt lại trong lục đạo luân hồi. Còn chúng ta vì biết niệm Phật cầu giảng sanh, ta được cảm ứng đến Phật lực gia trì mà được giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh xong ta sẽ thành Phật, thành Phật rồi về cứu họ. Niệm Phật và cẩn thận sự hộ niệm thì được giảng sanh vững vàng, dễ dàng. Rất nhiều hiện tượng giảng sanh đã xảy ra khắp nơi. Ở Việt Nam, trong mấy năm gần đây, hàng trăm cuộc giảng sanh hiện hiện bất khả tư nghị. Sự thật này đến nay đã quá rõ ràng, khỏi cần phải tuyên truyền nữa. Thành quả này chính là nhờ niệm Phật và được hộ niệm vậy. Còn niệm Phật mà không có hộ niệm, xác suất giảng sanh thật sự còn quá thấp. Pháp hộ niệm là đại cứu tinh, cứu người thành đạo. Như đã nói bên trên, chúng sanh trong thời đại căn cơ thấp, nghiệp chướng nặng, tâm lực quá yếu, không đủ sức đạt đến cảnh giới niệm Phật tam muội hay nhất tâm bất loạn. Ngược lại vọng tưởng nhiều, ma chướng quá mạnh, oán thân trái chủ trùng trùng. Tất cả những lực lượng này sẽ dồn lại công phá lúc lâm chung, làm người ra đi không vượt qua nỗi chướng ngại. Chính vì thế, dù có niệm Phật nhưng vẫn không dễ thoát nạn. Nếu được hộ niệm thì nhờ lực hộ niệm của đại chúng giúp họ dễ dàng vượt qua chướng nạn mà được phần giảng sanh. Cũng xin xác định rõ điều này, hộ niệm là niệm Phật hỗ trợ cho người sắp xả bỏ báo thân, biết rõ đường về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải niệm Phật để cho người bệnh dễ chết. Rất nhiều người đã lầm lẫn điều này. Nói cho đúng hơn, hộ niệm là giúp cho người bệnh luôn luôn được đại lợi lạc. Nếu phần số đã mãn thì được an toàn giảng sanh, tránh các cạm bẫy hiểm nghèo, không bị lạc vào các đường xấu ác. Nếu phần số chưa hết thì nhờ tín nguyện hành đầy đủ mà được cảm ứng sự gia trì của Phật, bệnh tình sẽ thuyên giảm, nhiều khi được bình phục. Đây là sự thật, chư tổ sư thường xuyên nhắc nhở điều này. Một ví dụ rất điển hình vừa mới xảy ra ngay trong tháng 10 năm 2008 này. Một vị ở bên Đức, chị của vị này niệm Phật được sự cảm ứng đặc biệt. Vị này 42 tuổi, bị ung thư đã đến giai đoạn chót, đang chờ chết. Nhờ phát tâm niệm Phật cầu nguyện giảng sanh, càng niệm chị cảm thấy càng khỏe hơn. 7 tháng sau thì bệnh ung thư đã hoàn toàn tự biến mất. Bác sĩ V. Hương là vị bác sĩ chuyên trị về bệnh ung thư ở Đức và cũng là người trong gia đình của người bị ung thư này, đã chứng kiến sự nhiệm màu của pháp niệm Phật nên quyết định sẽ cố gắng đưa vấn đề niệm Phật và hộ niệm lên Hội đồng Y khoa Đức. Trong ý niệm này, bác sĩ V. Hương đã hội ý với nhiều bác sĩ người Đức khác đang dịch bộ sách khuyên người niệm Phật sang tiếng Đức để đệ trình theo dự án. Đây là một tin rất hay, cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bác sĩ Hương thành công, đưa Phật học vào lòng người Âu Châu để cứu độ được nhiều chúng sanh ở đó. Và cũng xin nhắn nhủ rằng, người chí thành niệm Phật đã được cảm ứng là điều rất tốt. Được cảm ứng rồi thì xin quý đạo hữu hãy giữ vững lòng tin, quyết tâm thành khẩn niệm Phật, tha thiết cầu nguyện cuối đời vãng sanh bất thối thành Phật thì đạo nghiệp mới hoàn thành. Đừng nên mãn nguyện với sự cảm ứng này mà sanh lòng tự mãn. Nếu sanh lòng tự mãn thì rất dễ bị thối tâm. Đã thối tâm thì có thể dẫn đến kết quả mất phần vãng sanh. Như vậy, sự cảm ứng đạo giao chắc chắn có thật, xin chư vị đừng nghi ngờ. Tuy nhiên, xin nhấn mạnh rất mạnh vào hai chữ tuy nhiên này. Chư vị cũng cần chú ý đến một điều: tâm chân ứng cảnh chân, tâm vọng ứng cảnh vọng. Nếu tâm ta thật sự chân thành thì cảm ứng sự chân chánh, nếu tâm ta không chân thành thì cảm ứng đến quả báo tạm vậy. Xin hãy tự hỏi lại rằng tâm ta có thật sự chân thành hay không. Vấn đề này thật sự rất khó giải quyết cho xác đáng.
Vì tính chủ quan nên ai cũng nghĩ mình là chân thành, ít có người nghĩ rằng mình đang vọng tưởng. Nhưng thực tế tâm vọng thì nhiều vô số kể, còn tâm chân thì rất hiếm hoi, hoặc có mà không bền. Cái khổ nạn vẫn còn nhiều với chúng sanh chính là vì chỗ này vậy. Ví dụ, có một vị kể rằng: tôi thường thấy Phật, thường được Bồ Tát Quán Thế Âm ứng mộng, thường được chư bề trên khai thị, vân vân. Hỏi rằng việc này có đúng không, có tốt không? Trong nhiều giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không có nói rằng: người thành tâm niệm Phật, chư Phật Bồ Tát đôi khi cũng phương tiện ứng hiện để khuyến tấn. Đây là sự thật, nhưng một vài lần thì được, chứ còn ứng đều đều, thường xuyên thì coi chừng chính người đó có vấn đề. Thông thường, những người mới phát hiện ra một chân lý, mới ngộ được một chút đạo pháp, họ phát tâm rất mạnh. Chính cái sự phát tâm mạnh mẽ này tạo ra những sự cảm ứng mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, phát tâm thì cao, nhưng định lực không cao, lý đạo chưa vững, họ tham chấp hay mơ cầu vào những cảm ứng bất thường. Đã tham chấp thì tâm sẽ vọng, tâm vọng thì cảm ứng biến thành vọng. Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Tâm chân ứng cảnh chân, tâm vọng sanh cảnh vọng. Khi tâm đã vọng tưởng thì cảnh vọng đã thay cho cảnh chân. Nhưng đáng tiếc, vì tâm đã vọng nên không còn sáng suốt nhận ra sự giả vọng, vẫn cứ lấy vọng làm chân, thật là điều đáng tiếc. Hòa Thượng Tịnh Không thường dạy rằng: dù sao chư vị cũng cần phải giữ tâm thanh tịnh mới an toàn tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta cần giữ tâm thanh tịnh, thành thật mà làm đạo, chú ý kiểm soát, đừng để vấn đề danh văn lợi dưỡng chen vào mà biến chất không tốt. Nói cho dễ hiểu hơn, hãy giữ tâm hồn bình thản, an nhiên, thoải mái, vui vẻ, hiền hòa, khiêm nhường, coi mọi chuyện nhẹ nhàng, tất cả đều vô tư lự. Đây vẫn là điều căn bản của người biết tu hành. Phật dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Sự cảm ứng của mình khi chân thành thì linh hiển, chân chính. Ngược lại, khi tham đắm thì hư huyễn, chân chánh, hay gọi là chân thật cũng được. Hoặc hư huyễn nó biến đổi trong từng sát na. Sát na trước lập chí thành chí kính, sự cảm ứng là thật. Sát na sau tâm vừa khởi niệm tự hào, vui mừng khấp khỉnh, thì lập tức biến thành vọng rồi. Vọng là hư vọng, hư vọng vì tâm mình bị loạn. Rõ ràng từ một cảnh chân biến thành cảnh vọng chỉ trong vòng một niệm. Phật dạy: nhất thiết pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, là chỉ cho tâm vô thường, cảnh vô thường vậy. Người giữ tâm thanh tịnh, có định lực thì không tham chấp vào cảnh hư huyễn, thì sự cảm ứng tốt hay xấu đối với họ đâu còn có nghĩa gì nữa. Từ đó, khi cảm ứng được một điều tốt, họ chắc chắn được thọ đắc tốt. Ứng đến điều xấu, họ cũng được điều tốt luôn. Vì sao vậy? Vì tâm họ thanh tịnh, tốt hay xấu đối với họ cũng là mộng huyễn. Ôi, nhẹ nhàng, vô sự. Còn người không có định tâm thì thường buồn vui, bất chợt, thương ghét, vô thường. Lòng chân thành, thanh tịnh ban đầu dễ biến thành tham chấp, hiếu kỳ, vọng cầu, vân vân. Sự biến chuyển này quá nhanh, quá tế vi, nhiều lúc chính họ không hay. Chính vì vậy, từ cái tâm chân thành dễ biến thành tâm mê vọng. Những người tu hành trước thì có được nhiều cảm ứng khá tốt, nhưng sau lại chuyển thành không tốt. Nguyên nhân chính là gì? Tâm còn lao chao quá, hiếu kỳ quá, chưa đủ sức định dậy. Ngài Ấn Quang dạy: tu hành luôn luôn phải tự nghĩ rằng mình công phu còn yếu, coi mình là phàm phu. Ngài dạy như vậy để nhắc nhở chúng ta cần phải khiêm nhường, tinh tấn lo tu hành, mình có hy vọng thành đạo. Còn người khoe mình đã chứng đắc thì thật là điều cần nên cẩn thận. Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát tái thế, nhưng Ngài chưa từng tuyên bố mình đắc đạo. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự nhận mình nghiệp nặng để làm gương cho chúng sanh.
Ý thế, trong đời này có rất nhiều người lại dám tự khoe rằng mình đã đắc đạo, đã minh tâm thấy tánh, đã được niệm Phật nhất tâm bất loạn, đã được Phật thọ ký rồi. Phải chăng có điều sơ suất? Trong năm 2007, khi về Việt Nam, có một vài người tới thăm tôi và hỏi tôi: anh Diệu Âm niệm Phật đã chứng đắc tới đâu rồi? Tôi thành thật nói: tôi chưa chứng đắc được gì cả. Câu trả lời này làm cho họ thất vọng, ê chề. Họ nghĩ rằng tôi đã chứng đắc cao lắm và yêu cầu tôi nói sự chứng đắc của tôi xem thử có bằng họ không. Nhưng họ đã lầm, và tôi cũng đành xin lỗi. Thôi, hy vọng hay thất vọng là việc riêng của mỗi người, tôi chẳng dám nói sai sự thật. Cũng xin nhắc lại điều này, trong năm 2007, có một tờ báo ở Việt Nam đã đăng một bài viết nói về cảnh giới nhất tâm bất loạn. Người viết lấy bút hiệu là Diệu Âm. Nhiều người đọc được tưởng rằng là tôi viết, điện thoại tới chúc mừng. Khi nghe đến, tôi rất đổi ngỡ ngàng và đã nhiều lần lên tiếng đính chính việc này. Xin thưa rằng, người viết đó không phải tôi. Hôm nay nhân bàn vì sự cảm ứng, tôi đính chính thêm một lần nữa rằng chính tôi chưa bao giờ chứng đắc được cảnh giới nhất tâm bất loạn, chưa bao giờ dám diễn tả điều nhất tâm bất loạn với một ai. Xin chư vị nhớ cho, người thế gian đồng tên đồng hiệu là chuyện thường. Diệu Âm, Úc Châu vẫn còn nguyên là kẻ phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, không bao giờ dám tự khoe vậy đâu. Nhất tâm bất loạn là danh từ của Tịnh Tông. Cảnh giới chứng đắc này tương đương với minh tâm kiến tánh của Tông Môn, đại triệt đại ngộ của giáo hạ, là sự chứng đắc của các vị không những phá được kiến, tư nghiệp hoặc, trần sa hoặc, mà còn phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thành bậc đại thừa Bồ Tát sơ trụ, bậc pháp thân đại sĩ ở cảnh giới Hoa Nghiêm, chứ đâu phải thường. Những vị này, thực tế đối với họ, vạn pháp đã giai không rồi. Nghĩa là, nói cho dễ hiểu, họ có thể đi xuyên qua bức tường dễ dàng, vì đối với họ, bức tường đã là không rồi. Hãy thử đi. Như vậy đã gọi là nhất tâm bất loạn, đã minh tâm kiến tánh, vân vân, thì chắc phải biết rõ rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đã hư vọng rồi mà còn dám khoe ra, kể ra những cảnh chứng đắc nữa sao? Thành tâm nêu lên vấn đề này, mong chư vị bạn hữu đồng tu gần xa hãy cố gắng tập tánh khiêm nhường, đừng nên hiếu kỳ, để tránh có điều khó khăn về sau mà bị trở ngại oan uổng. Ấn Độ cảnh cáo rằng người thời nay tu hành thường bị trở ngại vì tánh hiếu kỳ. Tu hành có hạ thủ công phu, có được thành tựu thì tốt, nhưng cần chú ý, nhiều người vừa đạt được một điều gì hơi lạ thì vội vã khoe ra, nó khuếch đại đến trăm lần, ngàn lần nhiều hơn. Ngài Tịnh Không nói, định lực của quý vị đã bị phá tan rồi. Ấn Tổ nói, tội này lớn hơn sát, đạo, dâm, vọng đến trăm, đến ngàn lần, vì nó nhiễu loạn lòng người, nhất là người sơ cơ, hiếu kỳ, có thể phá tan Phật Pháp. Ngài nói tiếp, nếu không chịu khiêm hạ, cứ thâm đắm vào đó, đến lúc nặng quá rồi, dẫu chư Phật mười phương xuống cứu cũng không nổi. Lời Tổ căn dặn đã quá rõ ràng, xin chư vị lưu tâm nhớ lấy. Cầu nguyện tất cả đều giữ đầy đủ tín nguyện hành, thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Cầu nguyện tất cả hết báo thân này cùng được cảm ứng đạo giao, đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Diệu Âm, 26 tháng 10 năm 2008. Lập bàn thờ. Hỏi: cho em hỏi về vấn đề bàn thờ. Nhà em có 2 tầng lầu, thường thì tụi em chỉ ở dưới lầu thôi, một tháng không lên trên lầu một lần nữa. Em muốn để bàn thờ ở dưới lầu, nhưng ba mẹ thì nói để trên lầu tốt hơn. Xin anh Diệu Âm cho ý kiến. Nếu là tùy tâm sở dục thì để đâu cũng vậy mà, phải không? Trả lời: để bàn thờ chỗ nào mà chẳng được,
có Phật nào chấp việc này. Tuy nhiên, nên chọn chỗ càng trang nghiêm càng tốt. Điều này thể hiện tâm thành kính của mình. Tâm có thành thì mới linh ứng. Nhiều nhà quá nhỏ hẹp, không có chỗ nào riêng biệt trang nghiêm. Họ lập bàn thờ ngay trong phòng ăn, phòng khách, phòng học. Thậm chí, nhiều người không có bàn, họ để dưới đất thờ cũng được. Đây là vì hoàn cảnh eo hẹp, chứ không phải vì lòng bất kính. Còn nhà cao cửa rộng, có nhiều chỗ trang nghiêm, sáng sủa, mà mình lại đặt bàn thờ ở chỗ tối tăm, heo hút, ồn ào thì không nên. Làm như vậy mất sự cung kính. Phải có tâm cung kính Tam Bảo. Đã cung kính thì phải thể hiện rõ rệt qua hình thức, chứ nên sơ ý. Tất cả đều để gìn giữ tâm cung kính, tâm chí thành của mình đối với Tam Bảo. Ví dụ, khi tới chùa ta phải nghiêm trang cung kính lạy Phật, không được nói chuyện trong chánh điện, phải tắt điện thoại cầm tay khi vào niệm Phật đường. Trong các buổi lễ không được nói chuyện riêng, trước tượng Phật không được đứng chắp tay phía sau, không được ngông nghênh cười giỡn, vân vân. Nên nhớ, một phần thành kính, một phần lợi ích, 10 phần cung kính, 10 phần lợi ích. Những người tới chùa mà nói cười huyên náo, cử chỉ không nghiêm trang, chính vì họ ngạo mạn, bất kính Tam Bảo. Hình tướng bên ngoài thể hiện bản chất bên trong, làm vậy sẽ mang nghiệp lớn lắm, không tốt. Nhà đạo hữu có 2 tầng, Diệu Âm đề nghị nên để bàn thờ Phật ở tầng trên thì tốt hơn. Không những thế, nên tìm chỗ thanh tịnh nhất, trang nghiêm nhất, sáng sủa nhất. Tượng Phật nên nhìn về hướng có ánh sáng. Nếu thuận theo hướng nhà thì càng hay, hoặc ít ra phải có ánh sáng tự nhiên chiếu vào bàn thờ mới tốt. Không nên an trí tượng Phật quay vào bóng tối. Tất cả các tự viện, chùa đều đặt tượng Phật, bàn thờ theo cách này. Tầng dưới, nếu muốn cũng nên thiết kế thêm hình Phật, chọn chỗ nào tốt nhất, treo hình Phật rất tốt. Nhưng nơi thờ cúng chính vẫn nên ở tầng trên thì hay hơn. Nếu thiết kế bàn Phật thật trang nghiêm thì tâm ta sẽ trang nghiêm. Mỗi lần nhìn bàn thờ Phật là mỗi lần tâm ta được trang nghiêm, thanh tịnh, vui vẻ. Nếu bàn thờ không trang nghiêm thì thường tạo sự buồn phiền, mất vui trong tâm. Nếu chính ta có định lực, có đủ thanh tịnh đi nữa thì sự sơ suất trong sự thờ phụng cũng làm người nhà của ta bị ảnh hưởng. Từ đó sinh ra buồn phiền, khó chịu, chắc chắn sẽ gây cái duyên phiền muộn đến mọi người trong gia đình không ít. Những điều sơ suất này đều có thể ảnh hưởng tới tiến trình tu tập của ta cả. Đây là điều khá tự nhiên, chứ không phải là dị đoan đâu. Trang nghiêm cảm ứng trang nghiêm, tự trang nghiêm thì tự lợi lạc. Nếu có môi trường trang nghiêm hỗ trợ thì càng tốt hơn, tâm ta sẽ tăng tiến bất thối. Ngược lại thì có thể ảnh hưởng đến sự tiến tu đạo nghiệp vậy. Nên nhớ, tâm và cảnh luôn luôn ảnh hưởng với nhau. Còn việc tùy tâm sở dục không thể nói trong trường hợp này được. Đây là lời Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, diễn tả sự bất khả tư nghị trên cảnh giới Tây Phương. Ở đó, tất cả ý niệm, nhu cầu, sở thích của ta gọi là dục đều được đáp ứng đầy đủ, gọi là tùy tâm. Chúng sinh ở đó toàn là Bồ Tát bất thối, đều bình đẳng, hưởng thọ công đức của A-di-đà Phật ban cho. Chính vì thế, ở cõi cực lạc, tiếng khổ cũng không có, chứ nói chi là sự khổ. Vì thế, xin đừng hiểu lầm, tùy tâm sở dục là ở đây ta muốn gì thì muốn, làm sao cũng được. Nghĩ như vậy thường dẫn đến mất hết lễ, nghi, tiết, thành ra thiếu mất trật tự, ghi điều lộn xộn. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 27 tháng 10 năm 2008. Tu tịnh lâu năm. Hỏi: có một cư sĩ ở Việt Nam tương đối thân quen với em,
khuyên em nên theo phương pháp tu thiền. Người này trước đây đã tu tịnh độ rất lâu năm, bây giờ chuyển sang tu thiền. Theo người này thì tu thiền là bước đi thẳng, còn tu tịnh độ mới chỉ về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi, mà chỉ được sống lâu, ở đó phải tu tiếp thì mới được giải thoát thật sự. Có phải vậy không? Theo người đó thì tất cả chư Phật đều có thể bị giả, kể cả Phật A-di-đà. Và nêu một ví dụ, có một giả sư đã nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra, nhưng sau đó thì phát hiện là giả. Theo anh nói thì Phật A-di-đà không thể nào bị giả được. Theo ai mới đúng? Trả lời: tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu hiển, tu giáo, tu pháp nào cũng có thể đắc đạo, nhưng phải hợp với căn cơ mới được thành tựu. Còn tu mà không hợp căn cơ thì không thể nào thành tựu được. Tu không thành tựu thì tu làm chi cho uổng phí công sức, mà sau cùng hưởng lấy một kết quả trống không. Tệ hơn nữa, coi chừng bị trở ngại, bị chướng nạn, bị sập bẫy, tự mình chịu mất phần thiện lợi, đôi khi còn bị thiệt hại cả cuộc đời của mình nữa là khác. Trong câu hỏi của vị nào đó, Diệu Âm chú ý mấy điểm. 1. Tu tịnh độ lâu năm rồi. 2. Tu thiền là bước đi thẳng. 3. Về Tây Phương chưa thoát luân hồi. 4. Phật A-di-đà bị giả. Những điểm này thật đáng nên phân tích kỹ lưỡng. Vì vấn đề này lớn quá, sợ rằng một thư này mổ xẻ không đủ, Kiều Thanh cần kiên nhẫn nhé. Một người tự xưng là tu tịnh độ lâu rồi, nhưng xin hỏi, tu tịnh độ mà đã tu theo kinh nào vậy? Hành trì như thế nào? Ai hướng dẫn vậy? Mà sau khi nói ra lại nghe thấy hình như chưa bao giờ tu qua tịnh độ vậy. Đã gọi là tu tịnh thì lý tịnh độ phải thông suốt. Nếu không thông suốt thì ít ra cũng hiểu phần căn bản chứ. Còn ở đây, qua lời thuật lại của KTH thì hoàn toàn không có một nét gì về tịnh độ cả. Trong pháp môn tịnh độ có ba bộ kinh căn bản là Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cộng thêm một bộ luận nữa gọi là Luận Giảng Sanh của Bồ Tát Thiên Thân, gọi chung là Tam Kinh Nhất Luận. Người tu tịnh độ lâu năm thì ba bộ kinh và một bộ luận này chắc phải tụng qua, không thuộc lòng thì ít ra cũng nắm được phần chính yếu. Xin hỏi, thật sự người đó đã đọc qua chưa? Nếu đã đọc qua, xin hỏi có hiểu lời Phật dạy trong đó không? Nếu nói hiểu, xin hỏi có hiểu rõ ràng không? Nếu nói đã hiểu rõ, thì xin hỏi tại sao lại nói những lời hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy trong kinh vậy? Vì để cho chúng sanh thời mạt pháp này tin tưởng vững mạnh hơn vào pháp môn tịnh độ, hầu được viên mãn thành đạo. Tổ Ấn Quang cùng chư đại đức đã đưa phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Viên Thông vào hệ thống kinh luận tịnh độ. Thành ra có 5 kinh và 1 luận. Tất cả tông chỉ của pháp môn tịnh độ đã gói trọn trong 5 kinh và 1 luận này. Một người tu tịnh lâu năm nghĩa là lâu năm phải đọc tụng kinh điển tịnh độ, phải nghiên cứu kinh điển tịnh độ, phải lý giải được lời Phật dạy trong pháp tu niệm Phật. Như vậy, lý sự tịnh độ đã nhập vào tâm. Một lời nói ra phải có âm hưởng tịnh độ, phải hợp theo lời Phật dạy trong kinh điển tịnh độ. Ở đây, những lời nói, ý tưởng hoàn toàn trái ngược với kinh Phật, hoàn toàn sai lý tịnh độ. Thì xin hỏi rằng, suốt thời gian gọi là tu tịnh độ, người đó đã tu như thế nào, hành như thế nào, y cứ vào kinh nào? Chứ còn tất cả 5 bộ kinh và 1 bộ luận chính yếu chuyên công của pháp môn tịnh độ, hoàn toàn không có chỗ nào nói những lời như người cư sĩ đó nói, cũng không có một ngụ ý nào
hàm chỉ đến những điều như người đó nói. Như vậy thì làm sao dám tự xưng là tu tịnh lâu năm được? Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng thời mạt pháp kinh đạo diệt tận, nghĩa là kinh của Phật dần dần bị diệt, pháp của Phật dần dần bị tận, chánh pháp càng ngày càng yếu, tà pháp càng ngày càng mạnh, cho đến hết pháp vận của Phật, tất cả 12.000 năm, thì đến đời diệt pháp, có nghĩa là không còn pháp Phật nữa. Tại sao bị diệt vậy? Chính vì chúng sanh mê muội chạy theo kiến chấp sai lầm, tạo nên nghiệp chướng sâu nặng. Thế thì tự chúng sanh phải thọ báo nạn. Báo nạn này bắt nguồn từ chỗ chúng sanh không tu theo kinh Phật, không làm theo kinh Phật, ngược lại còn nghi ngờ lời Phật, nói sai lời Phật dạy trong kinh điển, không chịu y giáo phụng hành, mà còn tự dạch lấy đường riêng để đi. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn, tu theo người khác, hành theo hướng khác, chứ không tu hành theo pháp Phật. Xin chư vị đồng tu cần nên sáng suốt nhận định trong vấn đề tu hành, cần chú ý hiểu rõ những phương cách hành trì, sự đạo, lý đạo cần phải phân minh, hầu tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Cụ thể, hiện nay trong xã hội có rất nhiều người tự xưng là tu theo thiền, theo tịnh, theo mật, nhưng thật ra họ tu hành theo kiểu tự sáng chế ra, không theo một quy củ nào hết. Cứ nghĩ sao làm vậy? Rất nhiều giáo phái hoàn toàn tự chế, tự hành, thật là mới lạ, hoàn toàn theo tôn chỉ riêng của họ. Nếu quý vị chú ý một chút thì thấy ngay hiện tượng này, rõ ràng lắm chứ không phải úp mở gì đâu. Ví dụ chúng ta thường nghe có người tự xưng là tu tịnh, nhưng thật ra họ không tu tịnh. Trong cách hành trì, kinh tịnh độ thỉnh thoảng một tháng có tụng qua được một vài lần, còn suốt thời gian khác thì họ tụng đủ thứ, họ hành đủ thứ, ngay cái dùng bùa, dùng ngải, pháp thuật, lên đồng, nhập xác đều được cố tâm thực hành cả. Vì thế mà tự xưng là tịnh độ. Trong kinh tịnh độ có chỗ nào Phật dạy như vậy đâu? Tu như vậy gọi là tu tạp chứ không phải tu tịnh. Tu tịnh là tu nhất, tu tạp là tu loạn. Nhất là nhất tâm bất loạn, loạn là loạn tâm bất tịnh. Nói chung họ không tu theo tịnh, không hành theo tịnh. Ngược lại, họ hoàn toàn tu theo tạp, hành theo loạn, mà vẫn hiểu lầm là tu theo tịnh độ. Dù cho đôi khi họ cũng đọc qua kinh tịnh độ, nhưng xét cho kỹ, sự đọc tụng này cũng nằm trong cái tạp loạn mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ không nguyện giảng sanh, không tin giảng sanh, không tin có A-di-đà Phật. Họ tụng kinh tịnh độ lấy lệ, hoặc chỉ để cầu phước, cầu pháp thuật, cầu thần thông, cầu công năng đặc dị nào đó. Những thứ này Phật cấm tuyệt mà họ lại thích. Xin mở ngoặc, đây là nói chung chứ không nói riêng ai. Thành ra khi gặp một người tự xưng là tu hành, chúng ta cần nên xem xét cho kỹ về cách hành trì và hướng đi của họ mới dám xác quyết, dám tin tưởng, chứ không thể bừa bãi vội vã chạy theo được. Ví dụ Phật dạy giảng sanh về Tây Phương để thành đạo vô thượng, vì mà họ lại nói về Tây Phương còn luân hồi sanh tử. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Tập, nhiều lắm, rất nhiều kinh điển của Phật đều nói điều này. Bằng cách này hay cách khác đều khuyên chúng sanh phải nguyện sanh về đó để viên thành Phật đạo. Vì mà có người không tin ở cõi cực lạc, có người nói sanh về Tây Phương là sanh qua nước Ấn Độ. Về Ấn Độ nóng bức, nghèo khổ, đói khát, có gì vui đâu mà ham. Về Tây Phương là ích kỷ, là trốn đời. Những lời nói này hoàn toàn ngược với lời Phật dạy, ngược với lý đạo, sai Phật pháp. Ngũ kinh tịnh độ hoàn toàn không có nói, tam tạng kinh điển của Phật để lại, chắc chắn không có kinh nào Phật nói điều này. Chúng ta phải cẩn thận chứ để những lời tà dạy chi phối vào tâm. Tu tịnh là chuyên lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người nào quyết lòng tu như vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi là chánh định tụ. Còn tu tạp nhạp
đụng đâu tu đó, không có hướng nhất định, hiếu kỳ, thấy điều gì là lạ đều muốn làm thử. Phật gọi những người này là bất định tụ. Những người không tin pháp môn niệm Phật, bài bác pháp niệm Phật, Phật gọi là tà định tụ. Phật dạy chỉ có chánh định tụ, nghĩa là người chân chánh niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn người bất định tụ và tà định tụ thì thời này nhất định không thể nào thành tựu đạo quả. Đây là Phật dạy. Trong Kinh A Di Đà, hai lần Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thọ ký rằng người niệm Phật cầu sanh tịnh độ sẽ không còn thối chuyển cho đến khi chứng vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Phật xác quyết rằng vạn sanh Tây Phương thì sẽ thành Phật. Cho nên Phật tuyên bố thẳng rằng vạn sanh Tây Phương tức là thành Phật. Vậy thì tại sao có người dám nói rằng về Tây Phương là còn chết sống, còn luân hồi sanh tử? Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết, nói sai kinh Phật, tội lỗi vô cùng lớn, xin chớ vọng ngôn. Một người tu tịnh, nếu đúng là tịnh thì chắc chắn lý vãng sanh vững vàng. Sự vãng sanh vững vàng đã vững vàng lý sự thì đâu có thể nói điều sai trái, ngược ngạo với kinh Phật được. Cần phải kiệt thành sám hối, chứ khá khinh thường. Còn người tu tạp không thể tự xưng là tu tịnh được. Tạp là loạn, đã loạn thì không tịnh. Loạn và tịnh là hai nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Xin chư vị đừng lầm lẫn. Trong pháp tu tịnh độ có ba điều cấm kỵ là hồ nghi, xen tạp, gián đoạn. Hồ nghi lời Phật thì không thể chấp nhận là người học Phật chân chính được, nhất là pháp môn tịnh độ. Giáo pháp của Phật là khuyên nhắc chúng sanh đoạn nghi sanh tín, chứ có bao giờ dạy chúng sanh đoạn tín sanh nghi đâu. Nhiều người vì thiện căn quá kém nên không tin lời Phật, vì cống cao ngã mạn nên cứ đề khởi mối nghi. Phật đại từ đại bi, thế vậy cũng phải tùy duyên mà giáo hóa, dặn dạy cho chúng sanh mau mau phá mê khai ngộ. Bỏ mối nghi, sanh được tính tâm vững vàng để sớm được vãng sanh thành đạo vô thượng. Đáng tiếc thay, thương hại cho chúng sanh cứ mãi mãi mê mờ nghi ngờ lời Phật mà định phải chịu mãi cảnh trầm luân. Đã nghi ngờ lời Phật là phạm điều kỵ thứ nhất. Phạm điều thứ nhất thì dẫn đến phạm tất cả các điều. Chính vì thế, dù cho nhiều năm sinh hoạt dưới hình thức tịnh độ hoặc xưng danh là tịnh độ, chứ thực chất không phải là tu tịnh độ. Không tu tịnh độ nên lý tịnh độ không hiểu sâu, hoặc nhiều khi không biết gì cả. Từ đó hình tướng thì nói tu, nhưng tâm hồn thì chạy theo vọng tưởng, vọng cầu, hiếu kỳ, những thứ hư huyễn, để sau cùng bị loạn tâm, mất cả lý tưởng chân chánh. Khi đã mất lý tưởng chân chánh thì không còn biết đâu là chánh, đâu là tà. Điều này thấy được khá rõ ràng. Vì người học Phật mà dám mạnh dạn nói sai lời Phật dạy, không lấy kinh điển làm tiêu chuẩn tu hành, mà lại chạy theo tư tưởng thế gian, lấy kiến giải của người thế gian để hành theo, thật sai lầm lắm vậy. Thời mạt pháp, Phật dạy chúng sanh phải theo tứ y pháp để tu thì mới được thiện lợi. Tứ y pháp là y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liệu pháp bất y bất liệu pháp, y trí bất y thức. Tứ y pháp này có bàn kỹ trong bộ Khuyên Người Niệm Phật. Trong bốn điều y cứ này, đầu tiên Phật nhấn mạnh chúng sanh phải y pháp bất y nhân, nghĩa là nhất định phải y theo kinh điển tu hành, không được nghe theo bất cứ ai cả. Xin chư vị đồng tu nhớ lấy điểm này. Khi nghe một người nào đó
nói điều gì liên quan đến Phật Pháp thì phải xét lại cho thật kỹ điều này có đúng theo kinh hay không. Hãy đúng thì theo, không đúng thì nhất định không được làm theo. Dù người nói đó là ai, quyết định vững chắc như vậy, ta mới tránh khỏi lạc vào đường tà, tránh tai họa vào thân, tránh điều khổ nạn cho vạn kiếp về sau. Tu không chuyên nhất lại xen tạp đủ thứ là phạm điều kỳ thứ hai. Vì xen tạp thành ra nghiên cứu tùm lum, hơn nữa lại không nghiên cứu chánh pháp, không chịu ngày đêm đọc tụng kinh Phật, suy nghiệm lời Phật trong kinh điển để thực hành cho chính xác, mà cứ để tâm chạy theo thế trí biện thông, những luận giải vô căn cứ, thành ra lời Phật dạy thì quên mất, còn lời chúng sanh dạy thì để trong tâm. Chính vì thế mà nói lên toàn là luận điệu sai trái, hoàn toàn không có trong kinh Phật. Vì mà vẫn cứ yên chí làm theo, không một chút giật mình sợ hãi. Nếu không mau mau sám hối, chắc chắn sẽ tự dẫn độ tới chỗ tai họa. Trong ba điều kỵ của pháp niệm Phật, xen tạp là điều tối kỵ trong các điều kỵ. Tu hành xen tạp quyết định khó phần thoát ly sanh tử, luân hồi, nhất định đời này sẽ bị kẹt lại trong tam đồ lục đạo. Đáng thương quá. Điều thứ ba là gián đoạn. Gián đoạn không phải nói đến công việc làm ăn làm trở ngại việc niệm Phật liên tục, mà chính là cách tu hành xen tạp. Tu xen tạp suy cho cùng chỉ vì lý tịnh độ chưa thông, không đủ niềm tin vào pháp niệm Phật thành Phật này. Tính tâm không đủ nên đứng đầu này trong đầu nọ, dây cách này cầu cách khác, tâm lao chao chẳng yên, gọi là tâm viên ý mã. Không có lòng chí thành chí kính y theo lời Phật dạy, thành ra cơ hội liễu đoạn sanh tử có sẵn trước mũi bàn chân mà đành phải mất phần giải thoát. Đáng tiếc thay. Hôm nay trả lời nhiều, các điểm khác xin hẹn thư sau. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 28 tháng 10 năm 2008. Tu hành là đi thẳng. Hỏi: tu thiền là bước đi thẳng, còn tu tịnh độ mới chỉ về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi, mà chỉ được sống lâu, ở đó phải tu tiếp thì mới được giải thoát thật sự. Có phải vậy không? Trả lời: hôm trước bạn về vấn đề tu tịnh lâu năm, hôm nay bạn đến chuyện tu thiền là bước đi thẳng và về Tây Phương, đến đó chưa phải thoát luân hồi. Xin thành thật nói rằng, câu nói thiền là bước đi thẳng thì đúng, mà ở đây người nói có lẽ đã hiểu sai. Còn câu nói về Tây Phương đến đó chưa phải thoát luân hồi thật là quá tệ hại, quá sai lầm, quá tội lỗi. Thiền là bước đi thẳng rất đúng. Thật ra đường tu nào cũng có thể gọi là đi thẳng cả, chứ không phải chỉ tu thiền mới đi thẳng, còn các cách tu khác là đi quẹo đâu. Nhưng vấn đề là đi thẳng tới đâu? Nếu đặt mục tiêu chính xác thì đi thẳng tới chỗ thành tựu chánh đạo. Đặt mục tiêu sai lạc thì đi thẳng vào cảnh giới tối tâm. Tu theo liệu giáo thì đi thẳng tới chỗ thành đạo viên mãn. Tu theo bất điệu giáo thì đi thẳng tới cảnh mông lung vô định hướng. Xui xẻo hơn nữa, có rất nhiều người tu hành đã chọn lầm mục tiêu, thành ra bước thẳng vào con đường tà đạo, gây nhiều thiệt hại cho chúng sanh. Có người cứ tưởng rằng ba cõi thiện trong lục đạo là tốt nhất, thành ra đời đời kiếp kiếp phải chịu tự sanh luân hồi. Thậm chí có người mê muội suốt đời, cứ mãi tạo nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tu hành dù có ra gì đi nữa cũng sẽ đi thẳng xuống các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để thọ khổ mà thôi. Vậy thì tu pháp nào cũng thẳng cả, nhưng phải tự hỏi lại chính mình rằng liệu có đủ trí huệ để nhận rõ mục tiêu tối hậu một cách chính xác không. Nếu trí huệ chưa có, mê mê muội muội chưa rõ đâu là chánh, đâu là tà, thì mau mau trở về với lời Phật dạy, y giáo phụng hành, nhất định phải lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, chớ ly một ý, chớ đổi một từ,
thì mới mong thoát khỏi hiểm nạn của thời mạt pháp này. Phật dạy, pháp giới mông huân nghĩa là rộng lớn vô tận, hảo huyền vô cùng. Chúng sanh mê mờ như chúng ta khó lòng phân định. Nếu vội vã lấy cái suy nghĩ cạn cợt của mình cho là đúng, chấp vào đó rồi tự quyết định đường đi, thì tự mình lầm lũi bước thẳng vào chốn hiểm nguy vậy. Tu hành có rất nhiều tầng cấp, mỗi tầng cấp cần phải có phương pháp, phương tiện, nhu cầu, trí huệ, căn cơ khác nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lại cho chúng sanh 84,000 pháp môn tu tập. Pháp nào cũng di diệu để đối trị với phiền não, nghiệp chướng. Nếu là tiểu tu thì có cách đi thẳng của tiểu tu, đại tu có cách đi thẳng của đại tu, viên tu có cách đi thẳng của viên tu. Nhất định mỗi bậc thành tựu đều có nhu cầu riêng, đòi hỏi những năng lực khác nhau. Chính vì thế, nói rằng đi thẳng thì cách tu nào cũng có thể gọi là đi thẳng, nhưng khi nói đi thẳng tới đâu thì lại là vấn đề hoàn toàn khác, càng cao càng khó hơn, càng di tế hơn. Cách đi thẳng của người tiểu tu thì đối với người đại tu có thể chỉ là bước đi lòng vòng. Cách đi thẳng của người đại tu đối với người viên tu chưa chắc sẽ được đánh giá cao. Ví dụ, con người nghĩ rằng con người là nhất, họ chỉ muốn tu sao cho được làm người là đủ. Cách tu này không xấu, nhưng đối với người muốn sanh lên trời hưởng phước thì cách tu làm người trở nên quá nhỏ hẹp. Tu để lên một cảnh giới trời thì khá tốt, nhưng đối với người muốn vượt ra khỏi tam giới lục đạo thì họ lại chê. Vượt ra khỏi tam giới lục đạo gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Thoát ly sinh tử luân hồi là một trong những mức chứng đắc trong pháp Phật, đã vượt qua khỏi hàng phàm phu, bắt đầu nhập vào 4 quả của bậc A-la-hán. Tuy nhiên, thoát ly sinh tử luân hồi vẫn còn có những cảnh giới cao hơn nữa. Có rất nhiều người đã nhầm lẫn rằng vượt qua tam giới, thoát ly sinh tử luân hồi là cảnh giới cao nhất, tốt nhất, là thành Phật. Điều này hoàn toàn sai lầm. Thật ra, vượt qua tam giới chỉ mới là vị bất thối mà thôi. Còn có hành bất thối, niệm bất thối nữa, mỗi bậc sau cao hơn bậc trước. Vị bất thối là cảnh giới chứng đắc của vị thừa, mới phá được kiến tư phiền não, vượt qua cảnh giới phàm phu, chứng thánh quả A-la-hán. Hành bất thối thì phá thêm được trần sa hoặc, vượt qua cảnh giới của vị thừa, cao hơn cảnh giới của các vị A-la-hán. Còn niệm bất thối thì bắt đầu phá được từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân của các vị pháp thân đại sĩ, từ sơ trụ Bồ Tát trở lên, cao hơn các cảnh giới trước rất nhiều. Trong khi đó, một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều chứng được tam bất thối, tức là vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Không những thế mà trong kinh Phật cũng như các luận của chư tổ đều nói rằng người vãng sanh Cực Lạc dẫu cho hạ phẩm vãng sanh cũng được viên chứng tam bất thối. Xin chú ý chữ viên, với năng lực này kiến tư hoặc trần sa hoặc đã được sạch, và vô minh hoặc không phải dĩ đoạn 1-2 phẩm mà đạt được tới 36-37 phẩm, và năng lực của họ ngang bằng với thất địa Bát Địa Bồ Tát ở cõi Hoa Nghiêm. Xin xem thêm giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không và xem kỹ kinh Vô Lượng Thọ. Ấy thế, nhiều người không hiểu cảnh giới, chưa nghiên cứu kỹ kinh điển của Phật, đụng đâu nói đó, dám mạnh dạn cho rằng về tới cảnh giới Tây Phương vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Một câu nói hoàn toàn sai trái với lời Phật dạy trong kinh. Nếu không cẩn thận đem ý tưởng này hướng dẫn truyền rộng cho người khác thì tội này thuộc loại phỉ báng Phật pháp vô cùng nghiêm trọng. Xin thành tâm khuyên rằng người này hãy mau mau sám hối gấp, vì không biết lỡ nói sai thì thành tâm sám hối sẽ gỡ được tội rất nhiều. Còn nếu cố chấp không chịu sửa sai thì cũng đành tùy duyên thôi, tội ai nấy lo.
gặp nhau trong đời này, dù dưới hình thức nào, thì giữa chúng ta cũng có duyên với nhau. Có duyên thì cố gắng khuyên, nhiều lắm cũng chỉ là dám mạnh lời khuyên nhắc nhau thôi. Khuyên rằng phải tự thương lấy tương lai của mình, phải cố tránh những bước chân đi thẳng vào cảnh đọa lạc mà bị khổ đau, chịu tối tăm nhiều kiếp. Đừng nên để cái tội này trở nên quá lớn, quá nặng nữa. Vì lúc đó, giả như chư Phật mười phương muốn xuống cứu cũng cứu không nổi. Xin chớ xem thường. Nói thêm chút nữa, trên cảnh giới Tây Phương có bốn độ là Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Thường Tịnh Quang Tịnh Độ. Phàm phu như chúng ta sanh về tịnh độ ở cảnh Phàm Thánh Đồng Cư. Các vị A-La-Hán đã vượt qua tam giới, thoát ly sanh tử, luân hồi. Các ngài niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương thì được sanh ở Phương Tiện Hữu Dư Độ. Như vậy, tại sao lại dám nói rằng sanh về Tây Phương còn trong sanh tử, luân hồi? Chẳng lẽ các ngài A-La-Hán đã thoát luân hồi rồi lại ngày đêm niệm Phật cầu đi đến chỗ chết đi sống lại trong sanh tử luân hồi nữa sao? Các vị Pháp Thân Đại Sĩ ở cõi Hoa Nghiêm cao hơn A-La-Hán của Nhị Thừa rất nhiều. Họ có thể hiện thân Phật ở các quốc độ để giáo hóa cứu độ chúng sanh, cũng được Đức Bồ Tát Phổ Hiền dạy mười đại nguyện dương để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hầu trọn thành Phật Đạo. Các ngài được sanh về cảnh giới Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Pháp Thân Đại Sĩ mà còn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì hạng chúng sanh phàm phu sao dám nói lời sai phạm trái với kinh Phật? Nói lời sai là tạo khẩu nghiệp. Nếu khẩu nghiệp này mà trái nghịch Pháp Phật thì trở thành lời đại vọng ngữ, phỉ báng Pháp Phật. Xin nhớ cho, tội phỉ báng Phật Pháp thuộc về ngũ vô gián tội, nghĩa là năm tội bị đọa vào địa ngục A Tỳ, thuộc vô gián địa ngục, vô cùng kinh khủng. Phỉ báng Pháp Phật là ý nghiệp, ý tưởng không thuận theo Pháp của Phật, không y giáo phụng hành, đi thuộc về tâm cuồng ngạo, dẫn đến tội bất kính, bất kính thuộc về thân nghiệp. Từ một điểm sơ xuất là lời nói thôi mà ba nghiệp thân khẩu ý đã sai phạm cả rồi. Tu hành là bước đi thẳng vào chỗ sai để sửa. Sao không bắt đầu ngay chỗ này mà sửa liền đi? Chúng sanh ai mà không mê mờ? Nếu nhận rõ chính ta cũng là một chúng sanh thì cũng bị mê mờ. Vì mê mờ nên tạo nghiệp, tạo nghiệp nên phải tu để chuyển nghiệp, tiêu nghiệp, phá nghiệp. Tu hành là bước đi thẳng tới chỗ phá nghiệp, thì sám hối lỗi lầm kịp thời không phải là một bước đi thẳng đó sao? Vì thì xin khuyên lần nữa rằng, những ai lỡ nói Phật Pháp mà sai với chánh Pháp của Phật, hãy mau mau sám hối, thành tâm sám hối, kiệt lòng sám hối, chắc rằng vẫn còn kịp để chuộc tội. Đây là lời chân thành xây dựng nhau. Vì thế quả báo quá nguy hiểm nên nhắc nhở, nhấn mạnh nhiều lần, chứ không dám có dòng ý gì khác. Trở lại vấn đề tu thiền là bước đi thẳng. Đúng đấy, trong pháp môn thiền định được gọi là pháp trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thành Phật là trở về chính cái chân tâm tự tánh của chính mình. Trực chỉ nhân tâm là đi thẳng vào tâm. Vậy thì đây là pháp đi thẳng nhất rồi chứ còn gì nữa. Nhưng thật ra, xin chư vị hãy nhớ cho, bắt đầu từ cái cửa miệng này mà đi vào chân tâm thì cách ngăn đến trùng trùng chướng ngại. Trước hết, 88 phẩm kiến hoặc thô lậu, ai là người có khả năng phá được đây? Nhiều vị tổ sư mà than rằng một vài phẩm phá không được, chẳng lẽ ta hơn tổ sư sao? Phẩm kiến hoặc thô thiện mà phá không nổi thì đến phần 81 phẩm tư hoặc tế vi làm sao phá đây? Chưa hết đâu, còn trần sa hoặc, những dụ hoặc của thế trần, cạm bẫy của ma chướng,
những thế lực của ngũ ấm ma, nhân dân bủa dây lôi kéo ngăn che, làm sao thoát khỏi. Rõ ràng từ cái vọng tâm này mà muốn được khai tâm thấy tánh, thật sự phải trải qua trùng trùng ách nạn cản ngăn, chứ không phải dễ dàng như ngồi trước ly cà phê tán gẫu nói huyền nói diệu đâu. Phá trận sa hoặc cũng chưa phải là hết, còn đến vô minh hoặc nữa. Nếu đời này mà không thành tâm niệm Phật, cứ đem cái vọng tâm ra mà lý hay luận giỏi, thì vạn kiếp sau cũng chưa nhận ra vô minh hoặc là gì. Ngược lại, coi chừng còn bị tối tăm, mê mờ, vô minh hơn nữa. Chứ đừng nói đến chuyện phá vô minh để viên thành Phật đạo, thật quá thê thảm. Thật ra thiền quán là pháp tu của chư vị Bồ Tát, những vị thượng thượng căn, thượng thượng trí, chứ đâu phải là pháp tu hành của kẻ hạ ngu trong thời mạt pháp. Con người thời này toàn là hạng hạ căn, lại cứ ưa lý cao mà quên bằng sự thấp. Không ngờ rằng lý sự là một chứ không phải hai, cao hay thấp vẫn là đây chứ có đâu xa. Người suốt đời cứ chạy theo những lý huyền luận diệu, có khác gì mắt thì nhìn trên mây xanh, còn chân thì loạn choạng bước thẳng vào các nơi chông gai hầm hố, thất bại bẻ bàn chua xót. Tu hành mà không khéo thì sanh tử vẫn còn là sanh tử, luân hồi vẫn còn là luân hồi nguyên vẹn. Buồn thay, buồn thay. Đức Thích Ca Mâu Ni xuống trần lập đạo để cứu chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ngài dạy chúng sanh phải cầu vãng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả. Chứ có lẽ nào Ngài lại dạy cho chúng sanh từ nơi sanh tử luân hồi này đi tới chỗ sanh tử luân hồi khác để chịu khổ đau đâu. Vì thì sao không sớm quay đầu niệm A Di Đà Phật, cầu vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ thì viên mãn ba bậc không thối chuyển. Đây là nhờ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà gia trì, chúng sanh nhờ công đức của Ngài ban tặng mà một đời thành đạo vô thượng, há không hay hơn sao? A Di Đà Phật. Diệu Âm ngày 6 tháng 11 năm 2008.